Thông thường, người kế vị của vua gọi chung là thái tử. Dẫu vậy, thực tế cách gọi thái tử đây là một danh hiệu để chỉ người kế vị con của vị vua đương nhiệm hơn là một danh hiệu người thừa kế theo ý nghĩa trung lập. Cách gọi đúng của danh vị này vốn là trữ quân, một kiểu gọi người kế vị nền quân chủ. Vì các hoàng đế đều chọn con trai làm người kế vị nên thường gọi hoàng thái tử, giản trưng là hoàng tử. Nhưng ngoài ra có thể là em trai, cháu trai được chọn làm người kế vị, khi ấy gọi là hoàng thái đệ, hoàng thái tôn. Do cung điện của trữ quân đều ở hướng đông nên từ xưa có phép gọi đông cung, và từ đông cung về sau cũng là từ biệt danh để ám chỉ trữ quân. Theo thuyết ngũ hành, đông thuộc hệ mộc, màu thanh, sát tứ quý thuộc mùa xuân nên trữ quân đôi khi cũng được gọi là thanh cung hay xuân cung. Triều đại nhà Nguyễn có 3 lần tấn phong thanh cung thái tử một cách chính thức. Lần đầu tiên năm Gia Long thứ 15 năm 1815, tấn phong hoàng tứ tử Nguyễn Phúc Đảm làm hoàng thái tử. Thái tử Phúc Đảm về sau lên ngôi, tức hoàng đế Minh Mạng. Lần thứ hai năm Khải Định thứ 7 năm 1922, tấn phong hoàng trưởng tử Vĩnh Thụy làm hoàng thái tử. Thái tử Vĩnh Thụy về sau lên ngôi, tức Bảo Đại đế. Lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng năm Bảo Đại thứ 14 năm 1939, tấn phong hoàng đích trưởng tử Bảo Long làm hoàng thái tử.